Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của Nghĩa Ô Tô. Hôm trước thì mình đã lên cho anh em video chi tiết về cái phiên bản Hyundai Tucson tiêu chuẩn phiên bản thấp nhất. Và ngày hôm nay thì mình sẽ lên cho anh em cái video chi tiết về Hyundai Tucson xăng đặc biệt. Đây là cái phiên bản bán chạy nhất. Và đồng thời thì mình cũng sẽ cập nhật cho anh em luôn về cái giá bán, chính sách bán hàng, thủ tục trả góp trong cái thời điểm nửa cuối tháng 4 2024 anh em nhé. Trước khi đi vào video thì mình xin phép khái quát một chút. Đấy là Hyundai họ không phân vùng khu vực, nên là nếu anh em xem cái bảng giá trên video của Nghĩa mà thấy nó phù hợp thì ở bất kỳ tỉnh thành nào Nghĩa đều có thể bán xe phục vụ cho anh em được luôn nha. Ngoài ra thì như anh em đã biết là mình còn một cái xưởng chăm sóc và độ xe tại địa chỉ 115 Trần Cung nữa, nên nếu anh em nào đang có nhu cầu chăm sóc hay độ bất kỳ cái gì đó liên quan đến xe thì ghé qua ủng hộ bên mình nha. Đồng thời là mình còn có một cái kênh TikTok chuyên các video ngắn về tất cả các dòng xe, tất cả các loại phụ kiện, và cũng có TikTok shop luôn, để nếu mà anh em nào đang muốn mua cái mặt hàng nào đấy để về có thể sử dụng tại nhà thì ủng hộ cho Nghĩa nhá. Rồi, quay trở lại với video chính ngày hôm nay, đấy là về cái Hyundai Tucson xăng đặc biệt. Thì như anh em đã biết rồi, Tucson tại Việt Nam nó nằm trong phân khúc CUV hạng C, một cái phân khúc bán cực kỳ hot, gầm cao thoáng, cỡ xe khoảng tầm trung đến sát đến tầm cao anh em nhé. Và nó đang cạnh tranh với một số các đối thủ, ví dụ như là Mazda CX-5 hay là Kia Sportive, những cái đối thủ rất là sừng sỏ ở trong cái phân khúc của mình. Tucson thì sẽ có 4 phiên bản, trong đó có phiên bản xăng tiêu chuẩn này, xăng đặc biệt này, xăng 1.6 turbo và Tucson máy dầu. Ở video này thì mình sẽ chỉ tập trung cho anh em về cái phiên bản Hyundai Tucson xăng đặc biệt, về tất cả những cái tính năng option mà cái phiên bản này được trang bị anh em nhé. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ đến với những cái trang bị trên cái phiên bản này. Đối với phiên bản này thì anh em sẽ có cái vóc dáng kích thước nó giống hệt như tất cả các phiên bản còn lại. Đấy là nó đều dài 4m63, rộng sẽ là 1m865 và cao sẽ là 1695mm anh em nhé. Khoảng sáng gầm sẽ là 181mm, anh em thoải mái di chuyển luôn. Động cơ sẽ là động cơ 2.0 máy xăng, cho công suất cực đại là 156 PS, và mô men xoắn cực đại sẽ là 192 Nm. Hộp số sẽ là 6 cấp dẫn động cầu trước nha anh em. Ở trên phiên bản này thì trang bị nó rất giống như trên phiên bản Tucson máy dầu anh em nhé. Nếu anh em xem phiên bản này, xong đấy mình xem sang máy dầu sẽ thấy rất nhiều điểm tương đồng. Ví dụ nó đều sử dụng là la răng 18 inch này, đèn chiếu sáng tất cả đều full LED hết rồi, la răng sẽ là 18 inch anh em nhé. Tất cả đèn trước, đèn sau đều là full LED hết. Tuy nhiên phiên bản này thì anh em lưu ý là không có cửa sổ trời toàn cảnh panorama và giá nóc nha anh em. Nhưng được cái này, cốp điện có đầy đủ hết rồi. Ở phía bên trong thì anh em lưu ý giúp mình là vô lăng bọc da hết, ghế bọc da màu đen, nhưng nó chưa có cái cần số điện tử dạng nút bấm, chưa lấy chuyển số sau vô lăng anh em nhé. Ghế lái, ghế phụ sẽ đều là chỉnh điện hết rồi, và đặc biệt là đều có sưởi và làm mát hàng ghế trước. Nói chung là full phè phè hết đủ cả, thậm chí có cả sưởi vô lăng luôn. Hai màn hình theo xe đều là màn hình 10.2 inch rất là lớn, đi kèm với đó là dàn loa 8 loa cao cấp luôn anh em nhé. Sạc không dây, Cruise Control Adaptive thích ứng là sẽ được trang bị hết rồi. Dĩ nhiên những cái tính năng nhỏ, ví dụ là Smart Key khởi động thông minh, thì chắc chắn là phiên bản này không thể thiếu được. Còn về những tính năng an toàn trên phiên bản này thì cam 360 trang bị quanh xe luôn này. Hệ thống cảm biến trước sau đủ hết, ABS rồi cân bằng điện tử, khổi ngang dốc là đủ cả luôn anh em. Ngoài ra thì đặc biệt là trên phiên bản này đã được trang bị cái hệ thống Hyundai Smart Sense rồi. Có nghĩa là những tính năng thông minh nhất, ví dụ như là hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ này, hay là hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ giữ làn, hiển thị điểm mù trên cái màn hình sau vô lăng và 6 túi khí thì phiên bản này full đầy đủ hết. Đối với phiên bản này, anh em sẽ có 7 sự lựa chọn về màu sắc, bao gồm màu bạc, màu trắng, màu đỏ đô, màu đen, màu vàng cát, màu ghi vàng và màu xanh dương. Theo anh em thì cái màu nào nó sẽ bán tốt nhất? Theo cái quan điểm của mình thì trắng, đen cũng như là đỏ sẽ là ba cái màu bán chạy nhất. Đồng thời, sau này nếu anh em có nhu cầu bán xe mà đổi ấy, thì những cái màu này nó cũng là những cái màu mà có được cái giá thành cao nhất anh em nhé. Những cái màu lạ, ví dụ như là xanh dương hay bạc, thường là những cái màu kén khách. Chính vì vậy là cái lượng xe mới ấy, thì các đại lý, kể cả bên mình thế thôi, sẽ không đặt nhiều đâu. Và anh em sẽ thường là phải đặt hàng trước đối với những cái màu này. Còn lại những cái màu như là đen, trắng hay đỏ đô thì phần lớn là sẽ có sẵn luôn anh em nhé. Theo anh em thì đối với cái phiên bản này nó sẽ ăn khoảng bao nhiêu lít xăng? Mình xin chia sẻ là nó sẽ rơi vào khoảng tầm 11 lít trong đô thị. Ngoài đô thị thì khoảng 7 lít và hỗn hợp ở trong đô thị thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 8 đến 9 lít anh em nhé. Một cái mức có thể coi là chấp nhận được. Rồi bây giờ thì mình sẽ đến với cái bảng giá của phiên bản này. Sẽ là một điều rất tuyệt vời, bởi vì là so với tháng trước, tháng 3 ấy, thì trong tháng 4 này Tucson 2.0 xăng đặc biệt đã được hạ giá niêm yết từ nhà máy luôn. Hạ luôn 40 triệu trên mức giá niêm yết anh em nhé. Và hiện tại phiên bản này thì nó chỉ còn niêm yết có 839 triệu thôi. Nếu anh em liên hệ mua xe qua kênh của Nghĩa thì mình sẽ được tặng thêm một cái gói phụ kiện. Đồng thời là mình sẽ được
giảm thêm 15 triệu tiền mặt nữa luôn anh em. Do đó thì cái giá lăn bánh ở Hà Nội nó chỉ còn có 950 triệu thôi. Tại Sài Gòn sẽ là 933, tại các tỉnh hành thuế 12% sẽ là 930 và tại hành thuế 10% sẽ là 913 triệu. Nếu anh em có nhu cầu vay trả góp phiên bản này thì sẽ được vay tối đa là 80% trong vòng 8 năm. Tức là tương đương với 659 triệu. Nếu ở Hà Nội thì trả trước giúp nghĩa là 307 triệu, tại Sài Gòn sẽ là 290, tại các tỉnh thành thuế 12% sẽ là 287 và tại thành thuế 10% sẽ là 270 triệu. Với gói vay này thì cái tiền gốc cố định hàng tháng của anh chị em nó sẽ là 6,9 triệu, tiền lãi tháng thứ nhất nó sẽ là 4,9 triệu và cái tiền trả tháng thứ nhất nó cao nhất nó sẽ rơi vào là 11,8 triệu anh em nhé. Còn hàng tháng ấy, thì mình sẽ trả cái tiền gốc cố định ấy kìa, cộng với tiền lãi theo dư nợ gốc giảm dần. Chính vì vậy là hàng tháng thì mình sẽ trả cái số tiền càng ngày nó càng thấp và nó sẽ tiệm cận về con số là 6,9 triệu giá gốc anh em nhé. Như vậy là mình vừa mới sơ lược tổng thể về cái phiên bản Hyundai Tucson sang tiêu chuẩn. Như vậy là mình vừa mới sơ lược về cái phiên bản Hyundai Tucson 2.0 sang đặc biệt để cho anh chị em mình có thể tìm hiểu và mua phiên bản này. Và Nghĩa cũng xin phép tiết lộ đây là phiên bản bán chạy nhất của tất cả các phiên bản Tucson luôn anh em nhé. Bởi vì là giá thành nó hợp lý này, máy xăng nó phù hợp với nhiều cái nhu cầu sử dụng khác nhau. Đồng thời ấy, là cái giá thành nó cũng rất là phù hợp. Nếu mà anh em nào vay trả góp thì biết rồi là chỉ cần chuẩn bị khoảng tầm chưa tới 300 triệu thôi là mua được xe rồi, rất là thuận tiện. Nghĩa xin phép nhắc lại với anh chị em nhé. Giá trên kênh của mình thì thường nó sẽ tốt nhất thị trường. Đồng thời là ngoài cái chương trình khuyến mại của đại lý ấy, thì mình sẽ có cái chương trình khuyến mại thông qua kênh của mình, nó đặc thù một chút. Và anh chị em đừng quên là Nghĩa có thêm cả xưởng dịch vụ độ xe, chăm sóc xe này, và có cái kênh TikTok Shop để có thể phục vụ cái nhu cầu online của gia đình mình. Cảm ơn anh chị em rất nhiều. Và nếu anh chị em quan tâm về phiên bản này, muốn có cái bảng kê chi tiết về lăn bánh cũng như là bảng kê chi tiết về cái việc gốc lãi trả hàng tháng thế nào thì cứ liên hệ trực tiếp với số hotline mình đã đính kèm trên video nhé. Cảm ơn anh chị em rất nhiều. Và nếu anh chị em có quan tâm về dòng xe khác thì có thể comment xuống dưới, Nghĩa sẽ lên video đầy đủ cho tất cả nhà mình nha. Cảm ơn và chúc anh chị em có một buổi tối tốt lành.